nhìn anh thật đáng yêu. Mỗi khi anh chăm chú vào những giai điệu anh đàn, biết không, em nhìn anh trông giống như một hiền nhân, và ẩn sâu bên trong là một tâm hồn ăn năn thống hối. Thật sự, thần Saraswati đã ban tặng cho anh một tài năng âm nhạc quý giá. Vidya, có thể anh chơi đàn guitar rất hay, nhưng em cũng có nhiều phẩm chất vô cùng tốt, và em cũng biết cách làm sao khuyên giải anh. Nhưng mà anh sẽ không thể nguôi ngoai, bởi vì anh đang rất là giận em. Em không để anh thực hiện ca phẫu thuật. Em biết là em đã làm cho anh đau lòng. Em đã nhận ra lỗi của mình rồi mà. Nhưng em đến để xin lỗi anh về việc em đã gây ra cho anh. Em mong anh tha thứ cho em. Anh biết không, mẹ của em lúc nào cũng dạy em rằng đây là bổn phận của người chồng và người vợ, phải làm cho nhau luôn hạnh phúc, chăm sóc cho đối phương, để cả khi phải chịu đau khổ, đó là bổn phận. Mẹ cũng dạy em là điều quan trọng nhất trong hôn nhân là không bao giờ làm cho đối phương cảm thấy tổn thương, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra. Hãy nghĩ, hôm nay em đã phạm một sai lầm, dù em biết tất cả mọi chuyện. Em sẽ hứa với anh, hôm nay em đã phạm sai lầm, nhưng mà từ bây giờ em sẽ không bao giờ làm tổn thương anh thêm một lần nào nữa. Em sẽ làm cho anh hạnh phúc bằng bất cứ giá nào. Em hứa. Làm ơn tha thứ cho em đi mà. Không biết dạ. Anh cũng đã phạm sai lầm. Từ giờ anh sẽ không bao giờ làm em phải tổn thương, sẽ không bao giờ làm cho em phải thấy buồn nữa. Anh sẽ luôn làm em cảm thấy thiệt là hạnh phúc, sẽ không bao giờ la rầy em nữa. Anh sẽ không hét lên, không bao giờ. Hôm nay anh cũng phạm sai lầm, anh cũng đã mắc sai lầm. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi. Em cũng xin lỗi. Chỉ mình em thôi. Anh xin lỗi. Không, em xin lỗi. Thôi nào, không cần đâu anh. Anh hãy cười với em đi mà. Cười tươi lên đi. Nhìn em nè, cười tươi lên nào. Giống như vậy nè. Đừng có khóc nữa mà. Nhưng mà anh xin lỗi. Em xin lỗi. Alo em nè anh trai.
em đã tìm thấy Ma Hua. Chị ấy đang ngồi ăn phía trước khách sạn á. Tốt lắm, làm tốt lắm. Nói cho anh biết chị Ma Hua vẫn còn đang ngồi ăn hay là ăn xong rồi? Để em coi đã nha. Anh ơi, chị ấy đã ăn xong rồi. Sao? Sao anh lại hỏi em vậy chứ? Nếu anh muốn em đi dọn bàn, em sẽ làm ngay bây giờ. Anh nói đi. Em đúng là ngốc quá. Anh đưa em từ Banaras lên đây để kết hôn với Ma Hua chứ không phải là phục vụ bàn đâu. Nói anh biết chị ta đi chưa? Hả? Hay còn ngồi? Chị ta có ngồi với ai nữa hay không? À được, để em nhìn cái đã nghe. Đứng lên rồi, chị ta đứng rồi. Được rồi, em nói mau đi, bạn chị ta đã đi hết chưa? Họ đi luôn rồi. Họ đã chào tạm biệt nhau và đi hết trơn rồi. Cha, tuyệt vời La Lanh. Hành động ngay đi. Ngay sau khi Ma Hua đứng lên, em hãy ra đó ngay được chứ? Hãy đi ra đó thật tự nhiên vào, như em tình cờ gặp chị ấy vậy. Dạ được. Hãy làm chị ấy thấy em chỉ vừa mới đến đó thôi, có hiểu chưa? Em có thể diễn tốt nhất được chứ em trai? Dạ anh trai, em hiểu rồi. Vậy được rồi, mọi chuyện phụ thuộc vào tài năng của em. Và em cũng đã biết rất rõ trò chơi này mà, đúng không hả? Dạ, em hiểu rồi anh ơi. Ma Hua. Katik, tôi nói anh nhiều lần rồi, đừng gặp nhau ở nơi công cộng như vậy nữa, tôi cảm thấy rất xấu hổ. Ma Hua, nếu em không nghe những điều anh nói thì anh... Tôi không muốn nghe anh nói gì cả. Thần linh ơi, xảy ra chuyện gì vậy trời? Bọn họ đang có chuyện gì với nhau vậy ta? Được rồi Ma Hua, Ma Hua em nghe nói đi mà. Anh Katik, chỉ... tôi không muốn nghe anh nói gì nữa. À được rồi, bây giờ thì mình đã hiểu rồi. Một kẻ sở khanh đang trêu chọc Ma Hua của mình ở bên đó. Nếu như mà hắn ở Banaras, mình sẽ thả một đàn chó ra đuổi hắn đi ngay lập tức rồi. Nhưng mà đây không phải là Banaras, là Delhi. La Lanh sẽ cho hắn biết mình có thể làm gì với một kẻ sở khanh như vậy. Tôi nói anh bao nhiêu lần rồi, tôi không muốn thấy mặt anh nữa, hiểu chưa? Ở Banaras của tôi, khi mà một tên sở khanh trêu chọc một cô gái, hắn chỉ có một lựa chọn duy nhất thôi. Đó là bỏ chạy để bảo vệ tính mạng nhỏ bé của mình, có biết chưa? Nếu không, La Lanh sẽ xuất hiện và cho hắn biết tay. La Lanh đã đứng ngay trước mặt của anh rồi nè. Cậu bị điên rồi hả? Anh muốn đánh nhau hả? Anh muốn gì vậy hả? La Lanh! La Lanh à! Cậu muốn cái gì? La Lanh, bỏ đi! Buông ra! Katik! Katik! La Lanh, cậu làm cái gì vậy? Chị Ma Hua, chị đừng có sợ hãi. Nhìn coi nè, tôi đã đấm hắn tới mức hắn không đứng lên nổi. Từ ngày hôm nay, tôi sẽ là vệ sĩ riêng của chị nha. Một vệ sĩ, thậm chí không ai dám nhìn chị đâu. Và nếu như có ai dám làm như vậy nữa, tôi thề sẽ khiến mắt hắn bị mù. Tôi sẽ khiến cho hắn không nhìn thấy được gì trên đời này nữa luôn. Đồ ngốc, thật là ngớ ngẩn. Anh ta là chồng của tôi. Chồng của tôi đó. Cô là người duy nhất sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm cho những chuyện xảy ra trong căn nhà này. Hôm nay chỉ mình cô, chỉ vì cô mà Saga đã chịu tổn thương, cả Vidya cũng vậy. Cả nhà đều cảm thấy rất là buồn. Cũng vì tội lỗi của cô. Đó là tội lỗi mà cô đã gây ra nhiều năm nay, vì lòng tham của chính mình. Hôm nay đã phá vỡ hạnh phúc của mọi người. Đứng ở hoàn cảnh của tôi, biết hết mọi chuyện, nhưng tôi không thể nói gì. Tôi tự hỏi làm sao con chúng ta có thể đối mặt sự thật này. Cô đã rất may mắn rồi Shinra. Tay của tôi đã bị cô trói. Nhưng mà tôi sẽ khiến cho cô phải hối hận vì những lỗi lầm mà cô đã tạo ra. Làm ơn đừng giả bộ nữa. Làm ơn, đừng lấy nước mắt đó ra. Những giọt nước mắt giả dối này sẽ không thể nào rửa sạch tội lỗi của cô được đâu, hay khiến gia đình này hạnh phúc như trước. Anh rể à,
Sao anh lại la chị Shindu ra? Thôi mà, đừng có làm vậy nữa, làm ơn đi. Nhìn xem, nhìn xem, chị đang khóc đó. Chị thật sự rất là tốt, rất tốt mà. Saga, em không biết chị em tốt đến mức nào đâu. Anh rể thôi mà, làm ơn. Anh xin anh đó. Em biết, em biết á, chị của em rất là tốt, em biết. Chị là một người, một người chị tuyệt vời, người chị tốt nhất trên đời. Chị luôn quan tâm chăm sóc cho chúng ta. Chị yêu chúng ta vô điều kiện, nhiều hơn cái thần linh, nhiều hơn thần linh luôn á. Mấy ông thần không có yêu nhiều bằng đâu. Nên làm ơn xin chị đó, đừng khóc, đừng à. Chị đừng khóc. Thương thương ngoan, em biết mà, anh rể giận chị, em biết. Chị phạm rất nhiều lỗi, em biết luôn. Nhưng làm ơn đi, anh tha thứ cho chị đi, làm ơn. Anh rể ơi, không quan trọng sai lầm gì, dù sai lầm đừng có la mắng chị nữa, làm ơn. Hay anh la em đi. Saga, anh mắng em đi, hét lên với em, đánh em cũng được, nhưng anh đừng có làm chị khóc nữa, làm ơn đi. Nha, làm ơn đừng khóc nữa chị, đừng khóc nữa. Ngoan ngoan, chị làm ơn đừng khóc nữa mà. Anh rể, anh đừng nói gì hết, là lỗi của em hết đó, làm ơn đi. Là lỗi của em hết đó. Cô thấy chưa, Saga bảo vệ cô, Saga đã lau nước mắt cho cô. Còn cô đã cho em ấy cái gì? Những tổn thương trong cuộc sống, những nỗi đau trong tâm hồn. Không thể là một người bình thường. Nhìn xem cô đã làm cái gì. Mời dì vào trong nhà, mời vào. Cẩn thận đó. Ngồi xuống đi con. Là con dâu của dì. Chị chào em. Mai có một buổi tiệc mừng em bé chào đời, nên dì đến để mời mọi người cùng chung vui. Chị chúc mừng em. Nói thật, nhìn nét mặt của em, chị có thể thấy được em hạnh phúc đến mức nào. Khuôn mặt em rất là sáng. Được làm mẹ giống như vậy đó chị à. Thật ra người phụ nữ chưa từng làm mẹ sẽ không nhận ra niềm vui mà cô ấy bỏ lỡ khi làm mẹ. Nhưng mà hình như là chị đã kết hôn trước em thì phải. Chị vẫn chưa có kế hoạch sinh con hay sao vậy hả chị? Em nghĩ là chị không nên trì hoãn việc này quá lâu đâu chị à. Nếu không sẽ có những khó khăn về sau. Em xin lỗi chị. Em thành thật xin lỗi
Em không có cố tình làm chị cảm thấy buồn như vậy đâu. Không đâu, đừng lo lắng, chị không cảm thấy buồn đâu mà. Chị chưa nghĩ đến chuyện đó. Vít già chắc con rất buồn, nhưng con có thể làm gì? Dù con có muốn có con hay không thì quan trọng là Saga không thể làm cha được. Không sao đâu dì ơi, tụi con có một đứa con rồi, đó chính là Sami đó dì. Con quá trọng lượng khi nuôi nó, nhưng sự thật Sami chỉ là con của người ta. Nó không phải là đứa con do chính con và Saga đã cùng sinh ra. Giờ dì cũng phải đi rồi, ngày mai con nhớ đến đúng giờ nha. Dạ được. Đi thôi. Tại sao dì ấy lại nói là anh không thể làm cha vậy? Anh à, anh đừng có bận tâm lời dì ấy đã nói. Anh không nên như vậy đâu. Anh cũng đã làm cha rồi mà, của Samir đó. Chúng ta không cần thêm ai nữa đúng không? Thôi nào, đừng nghĩ đến chuyện đó nữa. Em chuẩn bị bữa sáng nha. Tại sao? Sao dì ấy lại nói Samir không phải con của mình? Sao Vidya lại buồn khi nghe dì ấy nói vậy chứ? Mình có lỗi gì sao? Sao không thể làm cha? Xin chào ngài thần đồng. Thần đồng à, sao em không hỏi thử Vidya tội nghiệp đó xem? Em đang nghĩ là cô ấy sẽ nói cho em biết sự thật sao? Hả? Cô không có nói đâu. Thật ra vai trò quan trọng của người chồng đó là cần phải biết làm rất nhiều chuyện để làm cho vợ mình cảm thấy thật hạnh phúc. Nhưng mà trong trường hợp của em và Vidya, em vẫn chưa làm gì cho cô ấy cảm thấy thật sự hạnh phúc cả. Cô ấy phải chịu đựng tất cả chuyện này bởi vì cô ấy đã kết hôn với em. Có nghĩa là Vidya không hạnh phúc khi ở với mình. Anh vẫn đứng ở đó sao? Thôi nào, lại đây mau. Anh lại đây và cùng ăn sáng với em đi. Đi thôi nào. Chúng ta có một bữa sáng rất là ngon. Anh đang nghĩ gì đó? Anh sẽ không nói em biết anh đang nghĩ cái gì đâu. Anh sẽ không nói cho em biết. Rồi anh cũng sẽ nói cho em biết mọi chuyện thôi. Anh sẽ không nói sao? Hai người đó lúc nãy vừa tới. Điều họ đã nói với em khiến em buồn lắm đúng không? Anh thật sự cũng cảm thấy rất buồn. Anh nhìn em và nghe em nói nè. Em không thấy buồn vì chuyện gì từ lúc em đến sống cùng với anh cả. Nhưng mà dù sao, họ đã nói cái gì vậy ta? Em quên mất tiêu rồi. Dạ đúng, em đã quên mất nói với anh một chuyện.
Anh biết không, kỷ niệm ngày cưới của anh rể và chị Shin đưa ra cũng đã sắp đến gần rồi đó anh. Chúng ta nên làm gì đó cho họ, đúng không? Đúng, nhưng... nhưng chúng ta nên làm gì với Vidya? Chúng ta nên... ra ngoài đi chơi được không hả? Vào kỳ nghỉ. Em thấy khi không gian thay đổi, mọi người sẽ vui hơn, đúng không anh? Em nghĩ đến anh rể và chị Shindura, họ sẽ thấy rất vui. Mâu thuẫn giữa họ sẽ biến mất, họ sẽ gần gũi với nhau hơn. Em nói đúng đó Vidya, cần phải thay đổi không gian. Em nói đúng đó. Cho anh rể Aniket với chị Shindura cũng là cho chúng ta nữa. Mình hy vọng trong kỳ nghỉ này sẽ khiến cho mình cảm thấy rằng mình và Vidya gần gũi nhau hơn nữa. Thần linh ơi, làm ơn giúp tụi con, xin người. Chúng ta sẽ đi nghỉ mát. Tại sao? Bởi vì kỷ niệm ngày cưới của ba và mẹ sắp đến rồi, cho nên phải đi. Ba mẹ quên rồi sao? Không. Sao mà mẹ quên được? Nhưng giờ đang là cao điểm của kỳ nghỉ, chúng ta không đặt được chỗ. Ba ơi, đừng lo chuyện đó, tụi con đã đặt chỗ xong hết rồi. Đúng, tụi em đặt chỗ rồi. Chúng ta chỉ cần đi thôi. Nhưng khi nào? 1 giờ nữa được không? Sớm quá vậy hả? Làm ơn đi ba. Mẹ ơi làm ơn. Làm ơn đi. Được rồi. Hay quá, hay đi quá. Đi thôi, đóng gói hành lý nhanh lên. Quý ngài đại dương đi thôi. Đi thôi, đi xếp hành lý, xếp đồ. Mọi người nghe nè, xếp đồ nhanh lên, xếp đồ. Yeah, xếp đồ nhanh lên, xếp đồ, chúng ta xếp đồ. Là cô lên kế hoạch cho chuyện này đúng không? Dạ. Chị ơi, em nghĩ rằng nếu hai người đi chơi cùng với nhau sẽ rất tốt. Khi mà hai người đi ra ngoài, tình cảm sẽ càng gắn bó hơn. Vidya, tôi chưa từng nói với cô câu này, nhưng cô luôn luôn quan tâm đến tôi rất là nhiều. Cảm ơn cô. Anh rể ơi. Sao hai người vẫn chưa tự nhiên với nhau giống như trước vậy? Em không biết. Nhưng anh có thể thấy chị ấy cũng đã hối hận rất nhiều rồi mà anh. Đó chính là bằng chứng. Anh để à, em không nên nói như vậy, nhưng mà em vẫn muốn nói. Anh hãy quên chuyện này đi anh. Em có trái tim rộng lượng với già. Có nhiều chuyện chỉ anh hiểu, em không thể tưởng tượng nổi đâu em à. Anh không muốn nói nhiều, nhưng để anh nói cho em hiểu. Anh không thể dễ dàng tha thứ cho Shindura được. Sự ân hận đó không thể bù đắp cho tội lỗi của cô ấy. Tội lỗi? Em không thể ở đây thêm được nữa, em đi đây. Chị Mahua, Mahua, em ấy. Thật vui khi gặp được chị ở đây. Tôi
tôi sẽ không thấy hối tiếc chị đã không nói lời tạm biệt. Tôi sẽ đi khỏi đây, tôi sẽ chuyển ra khỏi nhà của chị. Tôi đi đây. Tạm biệt thành phố này. Quay về Bararat có lẽ tốt và phù hợp hơn với tôi nhiều. Tôi phải đi đây. Tạm biệt chị. Lánh lên, dừng lại. Dừng lại, anh nói em dừng lại, em quay lại đây mau lên. Quay lại đi. Sao em làm ơn nghe thuyết phục nó đi mà chị mau hua. Cậu ấy sẽ có một buổi phỏng vấn tại công ty lớn vào ngày mai đó. Nếu cậu ấy đi mọi chuyện sẽ mất hết. Chị đã nói với em, cơ hội đến mỗi ngày mà đúng không? Nhưng sao, La Lanh lại đi chứ? Mọi chị đã quên mất là ngày hôm nay chị đã xúc phạm tôi ở khách sạn hả? Tất cả mọi người ở đó đều cười nhạo tôi về chuyện tôi đã làm với chồng của chị. Giờ, sao tôi có thể đối mặt với mọi người được nữa thì chị nói đi. Chị nói đi, tôi sẽ đi. Tôi sẽ đi. Tôi sẽ La đi. Lanh. La Lanh à. La Lanh. Mã Hua hãy gọi tôi lại. Hoặc là tôi sẽ quay trở về Bararat mãi mãi và giấc mơ của tôi sẽ biến mất. Ngăn nó lại đi chị Ma Hua. Nó là một người rất tốt. Nó sẽ tự hủy hoại cuộc sống của mình vì những chuyện nhỏ nhặt như vậy. Chị à, chị làm ơn. Chị Ma Hua, chị sẽ không bị coi thường nếu chị xin lỗi nó đâu chị ơi. Làm ơn đi vì cuộc sống của cậu ấy. Ngăn cậu ấy lại đi. Nói đi. La Lanh đừng đi. Ta ơn thần linh đã giúp đỡ. La Lanh à, tôi rất xin lỗi. Tôi thật sự không nên cư xử như vậy với cậu. À, thành thật xin lỗi nha. Cậu đừng có đi mà, làm ơn. Được rồi, nếu như chị đã chịu xin lỗi tôi rồi thì tôi sẽ không đi nữa. Được rồi, La Lanh vào phòng của em xem TV trước đi. Anh sẽ vào đó trong vài phút nữa. Đi. Dạ em biết rồi. À, em cảm ơn chị rất nhiều. Chị Ma Hua, cảm ơn chị rất là nhiều. Chị không biết những điều chị nói nó có vai trò quan trọng với La Lanh như thế nào đâu chị à. Cậu ấy thật sự rất cảm động. Cảm ơn chị nhiều lắm. Con gái, con làm gì ở đó vậy? Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại hét lên như vậy? Bỏ xuống, bỏ xuống. Ôi thần linh ơi, câu tiếp theo sẽ là gì? Thần linh ơi, ôi thần linh ơi, mẹ, mẹ đã quên mất dòng này sau khi đến Delhi. Ôi thần linh ơi, ôi thần linh ơi. À đúng, mẹ đã may mắn như vậy. Mẹ ơi, may mắn của chúng ta đã thay đổi sau khi chúng ta tới Delhi. Đó là lý do chúng ta còn không đọc nó nữa mẹ ơi. Đúng, nếu bây giờ chúng ta không giữ cho mắt và tai luôn mở thì may mắn của chúng ta sẽ trở nên tan biến đó con à. Chuyện gì vậy mẹ? Sao mẹ lại đánh con vậy? Mọi người sẽ đi ra ngoài vào kỳ nghỉ này. Bọn họ đến khu nghỉ mát. Đây là cơ hội của con đó. À, đúng, con nghe thấy anh chàng điên đó hét lên rồi. Anh ta nói tất cả mọi người xếp đồ nhanh lên đi. Xếp đồ nhanh lên, xếp đồ nhanh lên. Đúng là đồ điên. À, nhưng mẹ ơi, con cũng sẽ đi xếp đồ đây. À, chúng ta sẽ ăn thật nhiều. Chúng ta sẽ chơi rất vui. Chỗ đó sẽ rất vui. Nghe đây, chúng ta sẽ không đi đâu hết đó. Tại sao vậy hả mẹ? Đừng có đặt câu hỏi cho mẹ nữa được chứ hả? Nghe đây, mẹ đã đi nói chuyện với Vidya rồi. Chỉ cần làm theo hướng dẫn của mẹ thôi là được. Mẹ sẽ thực hiện một nửa kế hoạch trước, con thực hiện nửa kế hoạch còn lại, hiểu chưa? Được rồi, nghe nè. Nè, sao em chưa đóng hành lý xong vậy? Mọi người chuẩn bị đi cả rồi đó. Sao con bé lại phải xếp đồ vậy hả con? Mẹ không biết chúng ta có đi hay không nữa. Chinu à, em thật sự rất muốn đi cùng mọi người. Nhưng em tự hỏi, họ có cho chúng ta đi không hả anh? Hai người đang nói cái gì vậy? Cả nhà đều đi hết. Đây,
là kỷ niệm ngày cưới của anh rể Aniket và chị Sindura. Tất cả chúng ta phải đi chứ. Chinu à. Chị. Em trai à, chị đến để nói với em một chuyện. Chị thấy thật sự rất ngại khi mà nói với em chuyện này. Em sẽ trong nhà khi mà mọi người đi chơi được không vậy em? Chị cũng biết là tất cả mọi người nên đi, nhưng mà em cũng biết mẹ đã đi hành hương một vài ngày rồi mà vẫn chưa về nhà nữa, nên cần phải có người ở lại trong nhà đúng không em? Chị đang tự hỏi nếu em và vợ, em và Salu. Được rồi chị, không sao, tụi em sẽ ở nhà mà. Cảm ơn Chinu. Chinu à, đây là chìa khóa nhà nè. Nếu như em có cần lấy bất cứ thứ gì ở đâu, cứ tự nhiên nha. Chị dâu à, em sẽ đi xem anh ấy xếp đồ xong chưa. Được rồi. Thím ơi, con làm vậy có đúng không? Con cảm thấy rất ngại khi nói với em ấy như vậy. Con đang tự nghĩ không biết em ấy có nghĩ gì. Không, Vidya, con làm như vậy rất là đúng. Thật sự quan trọng khi để cho Chinu và Salu ở cùng nhau, một mình ở trong căn nhà này. Giống như vậy, chúng đã kết hôn với nhau lâu lắm rồi, nhưng mà chúng vẫn không cư xử với nhau như là vợ chồng. Nếu chúng ở cùng với nhau, chúng có thể trở nên thân thiết hơn, có đúng không? Con hy vọng như vậy. Con cầu nguyện cho họ. Nhưng thím ơi, con hy vọng em ấy không bận tâm về việc con đã làm. Thím ơi, hãy làm như vậy nha. Nếu như chúng ta nói với em ấy sự thật, em ấy sẽ vui vẻ đồng ý chuyện này đúng không thím? Con sẽ đi nói với em ấy. Không được đâu, nghe đây Vidya. Vidya, đừng. Nếu con nói sự thật, con rể sẽ không ở lại nữa đâu. Thậm chí nếu nó làm những chuyện ngược lại nữa thì con có hiểu điều thím đang cố nói hay không vậy? Con biết mà. Con hiểu mà, có đúng không? Được rồi thím, làm theo ý thím vậy. Mọi chuyện diễn ra rất tốt thôi mà. Giờ Vidya sẽ là người chịu trách nhiệm chuyện này, còn mình sẽ là người ngồi ở đây hưởng thụ. Mà Vidya đã làm tất cả chuyện này vì hai người đó, thật là tốt quá. Còn rất nhiều điều bất ngờ nữa đang chờ hai người vào tối hôm nay. Mẹ ơi, quý ngài đại dương đang tìm con. Con đi trốn đây. Bye. Đừng nghịch ngợm quá nha. Dạ được. Sao vậy? Em nghĩ lòng tốt của Vidya là sự trừng phạt lớn nhất cho sai lầm của em. Những hành động của cô ấy khiến em thấy mình chính là người rất tệ. Em là một người rất tồi tệ. Em đã đối xử với Vidya rất là tệ.
cả Saga nữa. Em chưa từng đáp lại lòng tốt của Vidya. Em chưa từng làm vậy Aniket. Chưa bao giờ. Dạ. Sunita. Dạ. Tạ ơn thần linh cậu vẫn nhận ra mình. Mình nghĩ cậu sẽ không nhận ra mình nữa rồi. Không thể tin được mình có thể gặp được cậu ở đây như vậy đó. Nhưng mà kể từ lúc cậu đã chạy trốn với người yêu, cậu biết mà đúng không? Mình biết mà. Đã có rất nhiều nỗi buồn và nước mắt ở đó. Mình cũng biết. Nhưng mọi chuyện giờ đã ổn rồi. Khi gia đình mình gặp Ratchet, họ đều thích anh ấy. Họ đã chấp nhận tụi mình và chúc phúc. Ai? Là chồng của mình. Anh ấy thật sự rất yêu mình. Và sau 4 tháng kết hôn mình đã... Chúc mừng cậu nha. Mình nói thật đó. Mình không thể nói mình hạnh phúc đến mức nào khi nhìn thấy cậu hạnh phúc như vậy. Vidya, cậu cũng đã kết hôn rồi đúng không? Khi nào cậu cho tụi mình biết tin vui đây? Sunita hả? Hả? Em làm gì vậy? Đây chính là Ratchet. Dạ Ratchet, đây là Vidya, là bạn từ nhỏ của em. Chào cô. Dạ chào anh. Chồng của cậu đâu rồi Vidya? Anh ấy đi lòng vòng đâu đó thôi. Không biết anh ấy đi đâu rồi nữa. Anh không thấy sao? Anh đi đứng kiểu gì vậy? Xin lỗi anh. Tôi đang chơi. Xin lỗi. Đây là chỗ để chơi hả? Ở đây, anh ta nè. Xin lỗi. Bắt anh ta đi. Xin lỗi. Bắt anh ta. Xin lỗi. Chờ chút. Nghe đây, bình tĩnh đi. Được rồi, đây chỉ là một tai nạn nhỏ thôi mà. Làm ơn, hãy bỏ qua cho anh ấy đi mà. Cậu đang nói gì vậy Vidya? Cậu không thấy anh ta bị điên sao? Anh ấy hoàn toàn ổn. Anh ấy là chồng của mình. Chồng của cậu thật sao? Đúng rồi. Mình xin lỗi vì anh ấy đã đụng trúng người của cậu. Đi thôi. Mình thành thật xin lỗi Vidya. Nghe mình nói đi. Không sao đâu. Tụi mình phải đi rồi. Đi thôi. Vidya, cô ấy là bạn của em sao? Ừ. Xin lỗi, anh không cố ý đẩy cổ đâu mà, đó chỉ là một tai nạn. Xin lỗi, anh sẽ đi xin lỗi cổ liền ha. Không, anh không cần phải đi Saga. Không phải là lỗi của anh đúng không? Anh không cần phải xin lỗi. Vidya làm ơn đi, cổ đã rất là giận dữ đó. Để anh đi xin lỗi cổ nha. Anh à, em nói rồi mà, đừng có làm như vậy. Cô ấy sẽ hiểu ra thôi mà. Không, cô ấy không hiểu được Vidya. Cô ấy là bạn của em. Cổ có thể hiểu lầm em đó. Để anh đi xin lỗi rồi quay lại ngay. Nha em, anh đi xin lỗi rồi quay Saga, lại. Đừng, nha. Làm ơn đừng tới đó, anh à. Anh ơi, cái người tôi đẩy hồi sáng đó, họ đâu? Họ đang ở đâu vậy? Họ ở đâu? Bên đó. À, bên đó hả? Em thương hại Vidya. Cô ấy thật không may mắn. Nhưng em biết cô ấy sẽ không chia sẻ nỗi đau với ai hết. Cô ấy từng mơ về một bạch mã hoàng tử. Và nhìn xem cô ấy đã lấy người như thế nào. Em nói đúng đó Sunita. Anh cũng rất là sốc khi mà anh thấy chuyện đó. Vidya là một người bạn tốt, tốt bụng nhất và xinh đẹp nhất.
và cô ấy lấy một người chồng tệ nhất. Người chồng điên dại, thật là bất hạnh. Và hơn nữa, cô ấy phải giả vờ như cô ấy đang rất hạnh phúc vậy. Quý ngài đại dương, cậu làm gì ở đây? Cậu, không có gì, đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Chúng ta có một bữa tiệc tối nay đúng không? Đúng, đi đi. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của hai người. Tôi cảm thấy rất là vui. Đây là bài hát cũng đã được phát trong đám cưới của Kalua. Không sao đâu. Cứ bình tĩnh, không sao hết. Đây chỉ là một vết cắt nhỏ thôi, sẽ không sao đâu mà. Ai đó, mang hộp sơ cứu tới đây nhanh lên. Anh không có cố ý làm cổ bị thương đâu. Em biết rồi. Anh không có cố ý đâu. Em biết đây là một tai nạn. Một tai nạn đúng không? Không sao đâu. Chỉ là một tai nạn thôi mà. Bình tĩnh đi anh. Đây là tai nạn. Bình tĩnh đi. Anh không có cố ý làm vậy. Anh à, bình tĩnh đi. Sài Gòn, tôi đã băng bó vết thương rồi. Cô ấy sẽ không sao hết được chứ. Bình tĩnh đi. Tôi sao, tôi không có cố ý đâu. Là một tai nạn đó. Tôi biết mà. Anh à, mình đi về phòng của chúng ta đi anh. Không sao đâu. Theo em, đi thôi. Nhanh đi anh. Mình đi về phòng thôi. Sao không để cho anh chàng điên khùng thì tránh xa bữa tiệc đi. Rồi chuyện gì sẽ xảy ra nếu như vợ tôi bị thương nặng? Nhưng thưa ông, tôi thì không hiểu. Sao họ cho anh ta vào bữa tiệc vậy chứ? Đi thôi anh. Đi thôi. Dừng lại đi Vidya. Đây là bữa tiệc của gia đình Saiga Ratapsin. Và đây chính là Saiga Ratapsin, là người thừa kế duy nhất của gia đình này. Mọi người đều nói là nó không được bình thường, nhưng mà nó còn tốt hơn rất nhiều người ở đây nữa kìa. Tất cả các người nên cảm thấy xấu hổ. Mọi người đang cố tình làm lớn chuyện này lên. Chuyện xảy ra chỉ là một tai nạn. Một tai nạn mà bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể gây ra hết. Các người nếu ai không muốn tham dự tiệc của gia đình chúng tôi nữa thì có thể đi. Nhưng mà hãy để tôi nói rõ một điều rằng không có bữa tiệc nào của gia đình tôi có thể thiếu mặt em trai của tôi đâu. Chị Shinura nói rất đúng. Tất cả chúng ta nên thấy xấu hổ. Chúng ta đã làm lớn chuyện.
chỉ vì một sai lầm nhỏ. Chúng ta hãy thử một lần nhìn Vít Gia ở đây xem. Người đã dành cả cuộc đời ở bên cạnh một người chồng giống như anh ấy vậy, nhưng cô ấy chưa bao giờ than phiền bất cứ điều gì cả. Tất cả chúng ta nên học hỏi rất nhiều từ Vít Gia ở đây. Chúng ta nên học hỏi rất nhiều từ sự dũng cảm và sự hy sinh của cô ấy. Sống chung với một người như vậy là rất can đảm. Cuộc sống cùng với sự giết chết những ham muốn của mình, Vít Gia là một ví dụ điển hình.